Thời điểm này các thí sinh đang được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Thời gian cũng không còn nhiều khi mà hạn chót sẽ là ngày 29 tháng 7 tới đây. Được phép điều chỉnh nguyện vọng vừa là cơ hội nhưng cũng có những rủi ro nếu như các thí sinh không tính toán được thấu đáo tiêu chí lựa chọn ngành học của mình. Trường Đại học Ngoại thương hiện đã tuyển được 50% sinh viên khóa mới qua 4 phương thức xét tuyển khác nhau. 50% chỉ tiêu còn lại, nhà trường dành cho các thí sinh xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đại diện nhà trường, khi các thí sinh quyết định điều chỉnh nguyện vọng, cần tính toán kỹ. Các bạn nên đặt những nguyện vọng, những cái ngành, những trường mà chúng ta yêu thích, chúng ta ước mơ, mạnh dạn, dũng cảm, ghi lên phía trên. Nhưng tuy nhiên thì đảm bảo an toàn thì chúng ta phải có những cái nguyện vọng. Chúng ta thấy rằng là với mức điểm của mình thì cái khả năng được đỗ là rất cao. Trường Đại học Đại Nam năm nay thu hút mạnh các thí sinh xét tuyển khối ngành sức khỏe và ngôn ngữ. Nếu mà học ngành đốc cơ học thì bọn em sẽ còn được đi thực tập bên Nhật nữa ạ. Và được thực tập hoàn toàn miễn phí. Nên là em rất là hài lòng nên là em chọn đăng ký xét tuyển vào ngành đấy ạ. Để lựa chọn chính xác ngành mình muốn học và phù hợp với điểm số của mình, các thí sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình đào tạo, mạng lưới kết nối của các trường. Vào cái thời điểm được thay đổi nguyện vọng như thế này thì các em nên chọn các ngành vừa với sức học của mình, đúng sở trường và đam mê. Thế ngoài ra thì các em nên chọn các trường mà kết nối được rất nhiều với các doanh nghiệp và các trường đảm bảo được cái đầu ra cho sinh viên, thậm chí là có việc làm ngay từ khi đang học. Trong khi nhiều bạn đang đắn đo thay đổi nguyện vọng thì những sinh viên này đã bắt đầu khóa học trải nghiệm miễn phí tiếng Nhật, chuẩn bị cho chương trình chính thức. Để có được điều này, các em đã chủ động tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng. Đầu năm ấy, bọn em sẽ được khoa cung cấp cho một chiếc máy tính để phục vụ cho công việc học tập một cách tốt hơn. Thì điều này làm cho em rất chi là hạnh phúc ạ. Hiện có 2 phương thức để thí sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng. Nếu điều chỉnh trực tuyến, thời gian kết thúc sẽ là 17 giờ ngày 25 tháng 9. Nếu sử dụng phiếu điều chỉnh nguyện vọng, thời gian kết thúc là 17 giờ ngày 27 tháng 9. Thí sinh lưu ý có thể thay đổi tất cả các nguyện vọng cũ bằng các nguyện vọng mới, nhưng số lượng nguyện vọng không được tăng thêm.